mà mình cũng có đó, đây một số mẫu giới thiệu cho anh em. Thật ra nó còn nhiều mẫu khác mình cũng không tiện giới thiệu hết được ha, cũng giới thiệu nhanh thôi. Hay là những cái mẫu mini nè ha, hay những cái mẫu mini nè, những mẫu này là đánh ba tấc đơn nè ha, hoặc là hai tấc đôi, mẫu HA nè ha, mẫu HA thì mình cũng có cái nhiều dạng ha, để cho các anh em có nhiều cái lựa chọn ha. Đó. Đây mẫu nguồn sung, đây là những cái mẫu mà công suất 80W này ha, đây mẫu công suất 80W quýnh cho 3 tấc đơn hoặc là 2,5 tấc đôi. Đây là những cái mẫu HA này ha, mẫu HA này, HA ngang này, sung này, ha. Rồi đây là mẫu dùng điện 220, này mẫu dùng pin, mẫu dùng pin này 7,4 này. Mẫu này đánh lô đơn hai tấc đơn hoặc là 2,5 tấc đơn. Này mẫu dùng pin nè, hai kênh riêng biệt nè, 7,4 luôn ha. 2,5 tấc đôi hoặc là 2 tấc đôi. Này mẫu cũng hai kênh nè, HI-10B nè. Nhưng mà ở đây mẫu này nó có nguồn sung. Ok ha. Đây là một số cái mẫu mạch mà 3 tấc đơn dạng nặng. Đơn nhưng mà công suất nó mạnh hơn. À, công suất 130W, 120W ha. Đây. Đây những mẫu mẫu là CS8673E hoặc là 8676 ha. Đây, mẫu 8676 này. Loại không nguồn sung, loại này có nguồn sung này. À, thì đối với cái mẫu CS8676 thì mình quýnh lò 2,5 tấc đôi hoặc là 3 tấc đơn dạng nặng ha. Này CS8673E. Thì các mẫu này đều có chống hú hết nè. Đây nè, mẫu này là CS8673E nè. Thì mẫu này cũng vậy nè. Đây, CS8673E, mẫu này nó có livestream nè ha, livestream nè. Thì đối với những mẫu CS8673E nó cũng nó công suất là 130W, nó cũng gần giống như cái mẫu lớn hơn cái mẫu CS8676 chút xíu ha. Đây nè, này cũng mẫu là CS8673E nè. Này dạng livestream nè. Có chỉnh bát chép luôn ha. Ok ha. Rồi đối với đây là các mẫu nó gần giống nhau nè ha. Đây. Còn một dạng nữa là dạng MD9840. Đây. Đây mẫu CS8673E nó còn mẫu này nữa, mẫu dài nè. Nè, có livestream chống hú đầy đủ ha. Đây là mẫu dùng cho thùng loa mà dạng dọc ha. Nè, dài nè. Kích thước nó dài nè. Đây nên là cái cấm mà dùng 3 tấc đơn mà dạng công suất lớn ha. Đây hoặc là 2,5 tấc đôi. Này là dạng MD nè, dạng MD nè. MD thì mình có những cái mẫu như sau đây nè. Này dùng công suất lớn hơn 150W, dùng cho 3 tấc đơn. Ba tấc đôi hoặc 4 tấc đơn. Ok chưa? Này là mẫu nè, mẫu MD9840 nè. Mẫu này thì nó có livestream, có nguồn sung luôn. Ok ha. Mẫu đây cũng mẫu MD9840, nó có chức năng livestream. Này Bluetooth này nó khác, Bluetooth này chút xíu. Bluetooth này thì cái đời mới hơn, là mới hơn Bluetooth này. Ok ha. Còn dạng nữa, nó cũng là 4 tấc đơn, 3 tấc đôi. Đó, đây chính là mẫu mẫu TB6D2. Thì nó cũng là công suất 150W ha. Ok không? Rồi một mẫu lớn hơn, công suất lớn hơn đây, hai cái mẫu đây nè, hai cái mẫu này công suất lớn hơn nè, à, cũng gần tương đương với nhau nè. Mẫu này là 170W đến 300W nè, CS8633855 nè. Thì đối với cái mẫu này là mình dùng tới 4 tấc đơn hoặc 5 tấc đơn, 4 tấc đơn hoặc 5 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi. À, còn cái nhích hơn chút xíu nữa là cái mẫu đây, mẫu CS8683H nè. Mẫu này là 180W đến 350W ha. Cái mẫu này nó sẽ đánh mạnh hơn cái mẫu CS3855. À, nó là 4 tấc đơn, 5 tấc đơn hoặc là 4 tấc đôi, đánh ok ha. Đó. Rồi, con này mẫu 2 kênh này.
mẫu hai kênh thì ở đây có cái loại 100W cộng 100W nè, sử dụng cho ba tấc đôi nè. Đó, mẫu này có live stream nè, DSP chống hú nè, trình chống hú đầy đủ nè. Mẫu này thì công suất nó sẽ lớn hơn này, ba tấc đôi hoặc bốn tấc đôi. Đây bên trong ba mạch này nó sử dụng hai CS867BE, ba tấc đôi hoặc là bốn tấc đôi đánh ok hết. Này này là ba tấc đôi thôi, CS3818E. Ok, đây là một số cái mẫu loa này ha. Đây mẫu loa xịn này, loa bốn tấc là dạng nặng nhất này, hàng xịn này, cao cấp ha. Đây là số cái mẫu bốn tấc đôi, bốn tấc này, bát bốn tấc này, tường 109 này. Đây dạng nhẹ hơn, này 100W đến 200W ha, mẫu nhẹ ha. Này còn 51 ha. À, này còn 75, này còn 85 ha. Ba tấc thì có nhiều mẫu thì ở đây mình giới thiệu nhanh cho các anh em thôi. Đó, còn chi tiết mình không có thể giới thiệu hết ha. Đó, một số video sau mình sẽ chi tiết trong từng sản phẩm riêng, nên mình giới thiệu chung cho các anh em để mình biết chọn sản phẩm. Đây là mình giới thiệu đại diện cho các anh em là hai cái mẫu công suất lớn nè. Thì đối với mẫu này là 200W đến 400W nè, chạy phát nè, chạy bốn tấc đôi nè, bốn tấc đơn, năm tấc đơn đều được nè. Còn cái mẫu đây là mẫu hàng cao cấp nè, bốn tấc đôi, năm tấc đôi đánh ok. Còn 65 đến còn 75, công suất 250W cộng 250W hai kênh. Và đối với cái mẫu mặt này thì mình có bán thùng loa, có bán vỏ thùng hoặc là sản phẩm hoàn thiện đều có đầy đủ hết ha. Đây là cái vỏ thùng của bản mặt này nè, hai vỏ thùng này. Nó có hai khối này, dạng loa đây, khối dưới là khối bát súp. Đây ba mặt nó lắp ở sau đây. Okay. Thì tất cả linh kiện mình đều cung cấp đầy đủ cho các anh em để lắp ráp ha. Micro đều có đầy đủ hết ha. Rồi thì ở đây mình sẽ cái sản phẩm này nó có vỏ thùng đầy đủ thì mình sẽ test đại diện nhanh cho các anh em về cái mẫu mạch này thôi. Còn mẫu mạch các mẫu mạch khác thì các anh em có thể xem từng video chi tiết luôn. Ở đây mình test nhanh ha, test nhanh về cái âm thanh trước đi. Mong sao thời gian ngừng trôi, phút giây này đứng lại, chia tay nào chẳng buồn, giờ hai đứa hai đường, tình này còn vương. Thôi chia tay còn lại đây, bao nhiêu là kỷ niệm, anh đi em ở lại, buồn xin ghép vào lòng. Tàu đi rồi có còn nhớ một người trên sân ga, buồn xin ghép vào lòng. Tàu đi rồi có còn nhớ một người trên sân ga. Cần cha đôi con ơi.
tay sống nên người. Ok, nhạc thì tới đó thôi ha. Mình thử nhanh tiếng micro cho các anh em nè. Thì đối với cái mẫu mạch này, cái tiếng reverb nó đặc biệt lắm ha. Tại sao đặc biệt là nó sử dụng cái chip chuyên cho reverb riêng ha. Tốc độ xử lý, tốc độ lấy mẫu nó cao hơn, thì cái âm thanh reverb nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều ha. Ok, thì ở đây mình alo thì các anh em thì không có nhận diện được hết tất cả đâu. Thì mình cũng xin test nhanh một cái đoạn nhỏ ha cho các anh em. Sáng mỗi ngày nhận 50% thiếu thịt chất, thêm sữa tươi chuẩn hành lang mỗi sáng, thêm khỏe mạnh vững vàng. Sử dụng một tay quay và một tay đỡ ca luôn ha, nên nó hơi lắc lắc chút xíu ha. Thì một cô mình cũng sẽ giới thiệu nhanh cho các anh em một số cái sản phẩm bên mình ha. Thì các anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên mình ha. Ok ha. Thì các anh em có gì nhắn tin thì mình sẽ nhắn số điện thoại qua cho các anh em ha. Tất cả linh kiện vỏ lo ha, bo mạch, bình ắc quy ha, lo mạch, micro đều có đầy đủ hết ha. Mình kết thúc video nhanh tại đây ha.